Thưa sư, con mới bắt đầu thiền Samatha với đề mục hơi thở. Sư có thể hướng dẫn con làm sao mình có thể giữ được niệm lâu trong khi đi và trong các hoạt động hàng ngày hay không? Lại một lần nữa, sư nói là quý vị phải đến và được sự hướng dẫn trực tiếp, đặc biệt là với những người mới. Bởi vì cái sự hướng dẫn online nó rất là nguy hại, bởi vì nó có nhiều cái điều mà không có nắm chắc. Quý vị nên đến ha, nên đến và thực hành hơi thở đó thì nên đến chùa và thực hành trong vài ngày để các sư theo dõi và biết là quý vị đang thực hành đúng hay thực hành sai. Trước đó có một số đề mục thì không cần phải đến chùa, ở lại để thực hành trong vài ngày, trong những khóa tu dài ngày, ví dụ như là việc thực hành tâm từ. Tuy không nói tâm từ nó dễ, nhưng ít nhất việc thực hành tâm từ ấy, nó có những cái lợi thế mà các cái phương pháp thực hành khác không có. Chứ còn khi quý vị thực hành cái thiền hơi thở đó thì bắt buộc phải có sự hướng dẫn, có sự theo dõi sâu sát của vị thầy hướng dẫn. Còn cái việc mà quý vị tự thực hành, có những cái quý vị tin tưởng, quý vị tưởng là quý vị đang thực hành đúng, nhưng thực tế là quý vị đang thực hành sai mà quý vị không biết.